Sang cây tiếp theo phiên chợ hôm nay có vẻ vắng. Tôi xem mấy cây của anh Trung, anh nhỏ nhỏ. Trung giờ này hơi bán hồng ngọc mai với xanh phi nhỏ nhỏ. Xanh các cây si hôm trước thì bán rồi. Si si ba thân ấy. Bán rồi. Cây xanh này thì cũng được đây này. Nó để làm sạch sẽ thì nó khá hay. Nhưng mà giá trị nó không nhiều nhưng mà phù hợp với anh em mới chơi. Mà chơi thì không bị chê đâu, không bị chê. Chung đâu rồi, chưa hỏi giá. À, đang hút thuốc lá kia, tí nó ra hỏi. Các bác mà theo dõi thường xuyên kênh của tôi thì đều biết số của các bác ở ngoài chợ cả. Tôi không ghi số, cứ đọc trực tiếp thôi. Tôi tay cầm máy quay rồi về tôi không xem lại đâu, ít khi tôi ghi số. Tôi cần mua cái gì tôi mới xem lại, tôi gọi, không ghi số. Dập ơi, có coi dập ơi. À, đây à, đây đấy à, cây của bác à, bao tiền đấy bác? Gần chục tỷ. Gần chục. Gần chục. Gần chục. Không giả đâu, nó khỏi nó biết cả buổi sáng rồi, ngay hết cái gì rồi. À đây à, không trả. Ôi, cây nó nói bán cây của gọi điện là mất giá, thích mà mua. Bây giờ nó không giả, gọi nó cũng được. Cây cảnh mà mới gọi kiểu mình bán thì cái quan trọng là thích, người ta phải thiện chí. Bây giờ mình gọi người ta thì người ta giảm bao tiền. Lại ép xuống mà cái cố khéo lại thôi. Nhiều khi thì cây nó như vậy mà lúc thì trả tầm bán thì trả đắt không bạn. Lúc mà được, nó rơi xinh xinh. Còn lúc mà cần bán thì gọi người ta lại thừa cơ ép giá, nó khó thế. Thôi thì lượng cơ lượng tiền của mình, công việc của mình mà mình sút nó đi thôi. Cây này có cái dễ hay nhỉ. Hồng ngọc mai của bắc trung thì dao động từ quanh quanh 1 triệu đến khoảng độ dưới 3 triệu. Xem cây này của bác xem nào. Cây vai. Vai người cái vai bên này này. Nhìn dáng dấp thì hay đấy. Dáng dấp hay. Còn non. Hơn chục. Chắc khoảng chục. Cái hình hoành tráng này cơ mà nhỉ. Đấy, có 8 tầng. Nhìn ông là nhìn xa thì cũng bồ luôn. Quan trọng là chưa gặp khách. Đấy, gặp khách cũng hôm nay phiên chợ vắng lắm. Cây này bao tiền à? Đây đây, chú ơi, anh chú ơi. Ơi. Đây đây, chủ đây. Đấy, chạy uống nước. Đấy, cây 900 cái cây gì đất. 8 tầng hóa phá đi hạ thành 3 vai. Điện. Nhìn thì dáng dấp rất vững chãi, rất ổn. Dáng rất ổn.
đang rất ổn. Cái mặt sau này, mặt sau thì không, không, nói chung là từ phần dáng của nó thì dáng là thì được, nhưng mà về chân gốc cây này thì phải quan trọng nhất là cái chân. Cái chân thì là tôi có lẽ không không bằng được nhiều, là một cây để cho thợ để luyện. Nói chung là tôi sẽ không không lấy cây này. Còn nhiều bác thì sẽ có những cái sở thích của lựa chọn khác nhau. Ngày nào cũng chợ, tối nào cũng xem của ông. Phê phiên thôi. Tối nào cũng xem của ông mà đến mất mấy tiếng. À thế. Cái này là không hả đấy. Hôm nay chiều kia về hôm qua. Nhà chiều có con quê đẹp nhỉ? Con ba thân đi luôn. Ừ. Ở vườn nhà quê đó. Vườn ở nhà đó là điền quê. À điền nhưng mà không phải điền chính gốc. À. Vẫn là một dòng điền nhưng nó không quý bằng điền. Cái này mua lại là chiều hôm qua đó, thằng kia chiều hôm qua thực hiện ra nhà chưa, nó mới sửa. Các thầy biết sửa, các thầy cho bông khác. Số thực hiện nên nó cắt đầu. À hai ông này nhà cùng châu trung cổng. Mẹ vào nhà. Trung cổng. Xin đời, xin quay. Trung cổng. Mẹ nó kiện được con to thôi. Như nó cao mét 7 rồi. Cổng này bà cũng đi ăn đây. Con dưới bao nhiêu? Dưới 2 triệu. Cái này thì mua có ấy. Mấy cái mình lúc này người ta chơi rồi. Đúng rồi. Cái này nó phải chơi lâu rồi. Vào nhà vườn không có. Nhà vườn này không có tiền nào mua. Cái này sung bao nhiêu em Bác Hà? 1 triệu. 1 triệu. Anh chưa anh Quân? Tốt mà anh thôi. Mình rành đẹp này mà chưa đi nhỉ? Đi con kia rồi. Con Bồ Đề gì? Đâu con rành rành mà gốc. À rồi. Ông có 2 con nhỉ? Mình rành khổ này. Con này vẫn 3,5 triệu nhỉ? 2 cây này bằng tiền đây. Anh Châu vẫn đang hoa. Đang hoa. Chợ này có vẻ hơi buồn, bước qua đây tí. Mình báo là với cái hàng này mình bán thế rồi. Báo lên kênh là bây giờ mà nói thì anh em mà cả khó lắm. Đúng rồi. Con tân đang chơi cái lỗ đúng ra bán người ta yêu là yêu. Nhiều hoa quá. Đấy các ông chơi kênh châu nhiều nhưng mà ít ông là có hoa được lắm. Cắt liên tục cái đâu có hoa. Chơi trên châu hoa. Đấy, cái nào cũng có hoa này. Đấy, sau là có quả chín. Tết là vừa đấy.